Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988, trong 6 tháng đầu năm, công việc vất vả. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy, đời sống tâm linh. Đặc biệt để hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Thìn là một trong số 12 con giáp mà chúng ta thường được biết. Khi nhắc tới tuổi Thìn, chúng ta thường liên tưởng tới sức mạnh, linh thiêng, tôn kính, luôn mang một sự tinh tế, thành công, quyền lực. Rồng là con giáp không có thật ngoài đời, do đó luôn mang một vẻ huyền bí. Do vậy, nếu thuộc tuổi Thìn sẽ là một người thông minh và bên trong có rất nhiều đam mê, tham vọng, luôn muốn trở thành một người có danh tiếng, được mọi người nể trọng và công nhận. Chính vì là người nhạy cảm, nên luôn mang một sức mạnh to lớn, toát ra bên ngoài niềm tin tưởng, nhưng cũng thể hiện được bản chất là người hiền lành, có tấm lòng yêu thương những người xung quanh. Bước sang năm 2021 Tân Sửu, tuổi Mậu Thìn 1988 sẽ trải qua một năm nhiều cạnh tranh trong công việc, căng thẳng về tài chính. Vậy trong 6 tháng đầu năm 2021 Tân Sửu, tuổi Mậu Thìn sẽ có những điều gì xảy đến? Và lời khuyên nào từ các chuyên gia phong thủy dành cho anh chị tuổi Mậu Thìn 1988 trong 6 tháng đầu năm? Xin mời quý vị, anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, quý anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Ngay bây giờ sẽ là đánh giá tổng quan tử vi tuổi Mậu Thìn trong năm 2021. Anh chị tuổi Thìn sinh năm 1988 đối diện với 6 tháng đầu năm 2021 đầy biến động. Vận khí chủ số rất mạnh, lúc thăng hoa tột đỉnh, lúc lạnh tụt dốc đảo điên. Nếu không vững vàng tâm trí, e rằng sẽ rất vất vả và áp lực. Về công việc, anh chị dễ vướng phải cạnh tranh với đồng nghiệp khiến tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Do áp lực công việc nhiều thì trách nhiệm càng ngày càng nặng nề. Vì vậy, anh chị cần phải đầu tư nhiều hơn cho sự phát triển của bản thân về kỹ năng, chuyên môn và các mối quan hệ xã giao. Để làm được điều đó, anh chị có cơ may lội ngược dòng, phát triển sự nghiệp thêm phần rực rỡ, bất chấp hoàn cảnh tác động. Bên cạnh đó, kẻ tiểu nhân rình rập cũng khiến anh chị khó tìm được chút thả lỏng tinh thần, sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn về tình hình kinh tế của anh chị cũng không mấy dư giả, cần chú ý chi tiêu, không nên vội đầu tư vào những hạng mục thu lãi lớn trong một khoảng thời gian quá ngắn, kẻo bị lừa gạt đến trắng tay. Công việc làm ăn của anh chị cần nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật. Chỉ cần có dấu hiệu mờ ám, lập tức quan sách và thương quan tác động, vừa gây hao tài lại khiến anh chị vướng vào vòng lao lý. Để có một năm bình an và gặp nhiều may mắn của anh chị tuổi Mậu Thìn, nên mang theo bên mình kim bài thái tuế nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh. Từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể từng phương diện như thế nào, xin mời quý vị hãy theo dõi tiếp video. Thứ nhất, về công danh, sự nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, anh chị có khối lượng công việc tăng, xung đột mâu thuẫn với lãnh đạo ngày càng nhiều, sự nghiệp vì thế khó phát triển như ý muốn. Một phần cũng bởi anh chị quá tự tin, thành ra kiêu ngạo, không chịu nghe ý kiến phân tích của bất cứ ai. Trong cuộc tranh luận với cấp trên, dù anh chị là người đúng đi chăng nữa thì cũng cần chú ý cách diễn đạt, chớ nên nói những lời khó nghe làm mất lòng người lãnh đạo. Nếu không, anh chị sẽ ngày càng khó đạt được điều mà mình mong muốn. Với mối quan hệ đồng nghiệp, anh chị đừng tỏ ra mình là người có vị thế cao hơn. Điều đó có thể làm cho mọi người cảm thấy chướng tai, gai mắt và không muốn giúp đỡ anh chị. Đây chính là thời điểm để anh chị nên tập trung phát triển bản thân, nhìn lại quá trình phấn đấu để tìm nguyên nhân tại sao vẫn chưa thể gặt hái được thành quả ưng ý, thay vì cứ mải mê chạy theo danh vọng. Thầy Phong Thủy khuyên rằng để mọi việc phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, anh chị tuổi Mậu Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá.
đồng thời chiếu các lành, may mắn và các khí quý nhân giúp công việc được hanh thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về tiền bạc và tài chính. Trong 6 tháng đầu năm 2021 của anh chị tuổi Mậu Thìn, tình hình tài chính không được dư giả, thậm chí anh chị em trong nhà sẽ xảy ra tranh chấp trong việc phân chia tài sản, gây ảnh hưởng đến tình cảm của gia đình. Vì vậy, anh chị cần có cách xử lý khéo léo việc này để mọi việc không đến mức đi quá xa. Trong đầu tư kinh doanh, anh chị cũng chớ vội tin theo lời rủ rê của người khác. Mà liên lạc đầu tư, kinh doanh không hề đơn giản, nhất là với những người chưa có nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, tài vận của anh chị trong năm cũng kém sắc, kiếm tiền khó khăn. Cơ hội việc làm đã không nhiều, trong khi đó các loại chi phí gia tăng, chi tiêu khá eo hẹp. Thầy Gia Cát khuyên rằng để có thể tăng vận may mắn và cải mệnh thì anh chị tuổi Mậu Thìn cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tân kinh. Pháp khí nhà Phật sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiều tài lộc cho anh chị. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ anh chị trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, về mặt tình duyên, gia đạo. Anh chị tuổi Mậu Thìn gặp năm Tân Sửu và thái tuế đại diện cho yếu tố thứ ba xen ngang tình cảm lứa đôi, khiến đôi bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, hôn nhân bất lợi, tình cảm đi xuống. Gia đạo vì thế mà khó bề yên ổn lâu dài. Vợ chồng thường xuyên rơi vào cảnh mâu thuẫn, xung khắc. Nếu không có cách hòa giải khéo léo thì tình cảm đôi bên dễ rạn nứt. Vì vậy, đôi bên đều cần phải nhường nhịn và bao dung cho đối phương nhiều hơn. Không nên ép buộc đối phương phải nghe theo ý kiến của mình. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên hãy bình tĩnh trao đổi để đi đến ý kiến thống nhất. Còn đối với người còn độc thân, cần chủ động hơn trong việc theo đuổi tình yêu của cuộc đời mình. Trong trường hợp anh chị vẫn còn tiếp tục chần chừ, do dự thì rất có thể người bạn thầm yêu trộm mến sẽ đến với người khác. Trong thời gian này, anh chị nên đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp anh chị đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường mối quan hệ. Đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư, sức khỏe. Trong 6 tháng đầu năm 2021, sức khỏe của anh chị bị giảm sút, sẽ gặp sự cố bất ngờ. Vì vậy anh chị cần chú ý khi lao động chân tay, vận hành máy móc hoặc khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn. Mặc dù anh chị không mắc bệnh tật nghiêm trọng hay các bệnh hiểm nghèo, vẫn nên vận động, rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên. Anh chị không nên cố gắng quá sức, kẻo sẽ gây tổn thương đến gân cốt. Bên cạnh đó, cần chú ý vấn đề an toàn khi đi lại hoặc trong lao động, đề phòng tai nạn bất ngờ ập tới, hạn chế tới những nơi đèo cao, vực sâu, đề phòng bất trắc. Thầy phong thủy khuyên anh chị tuổi Mậu Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp anh chị xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ anh chị tuổi Mậu Thìn dù ở bất cứ đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào. Trong phần tiếp theo của video, xin mời quý vị hãy theo dõi dự báo vận hạn 6 tháng đầu năm 2021 cho tuổi Mậu Thìn. Thứ nhất, vận hạn tháng 1 âm lịch. Trong tháng đầu tiên của năm mới, anh chị không gặp phải vấn đề quá phức tạp. Có điều, tháng này khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn, khiến tuổi Mậu Thìn sẽ bị căng thẳng đầu óc. Vì vậy sẽ khiến sức khỏe có phần giảm sút. Thứ hai, vận hạn tháng 2 âm lịch. Tháng này, anh chị phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, đối diện với nhiều vấn đề, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Do anh chị thường xuyên lơ là, dẫn đến những lỗi sai không đáng có sẽ khiến kẻ tiểu nhân có thể nhân cơ hội này để hạ bệ. Bên cạnh đó, chuyện làm cũng sẽ rơi vào trạng thái bị động, phụ thuộc vào người khác hoặc bị người khác lừa gạt mất tiền. Ngoài ra, anh chị cần đề phòng kẻo bị thị phi đeo bám, tiểu nhân gài bẫy. Thứ ba là vận hạn tháng 3 âm lịch. Chuyện làm ăn của anh chị cũng không có nhiều điểm sáng. Anh chị cần cẩn thận hơn trong mối quan hệ xung quanh. Đừng để kẻ tiểu nhân có cơ hội hãm hại. Về chuyện làm ăn kinh doanh cũng nên cân nhắc kỹ càng. Không nên nôn nóng rồi cuối cùng thiệt hại lại do chính mình gánh chịu. Ngoài ra, anh chị cũng nên cẩn thận việc đi xa vì có thể gây bất lợi về sức khỏe. Thứ tư, vận hạn tháng 4 âm lịch. Tình hình tài chính của anh chị tuổi Mậu Thìn có dấu hiệu tăng nhẹ trong tháng này, chủ yếu là nhờ có cát tinh chủ về tài lộc chiếu mệnh. Anh chị có thể phát tài bất ngờ hoặc giàu lên nhanh chóng
nhờ những công việc tay trái của mình. Vì thế, anh chị hãy coi đây là động lực để bản thân mình tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Cùng với đó, các cơ hội hợp tác làm ăn cũng được mở rộng. Điều anh chị cần làm là biết nắm bắt và tận dụng. Trong khoảng thời gian tới, anh chị sẽ đón tin vui về chuyện tình cảm, vận hạn tháng 5 âm lịch. Trong tháng này, anh chị dần có thái độ nghiêm túc hơn mỗi khi bắt tay vào công việc. Nhờ thế anh chị có thể phát hiện ra được những lỗi sai tồn tại từ trước đó và có hướng khắc phục hợp lý. Tuy nhiên, anh chị nên đề phòng kiện tụng pháp luật, nếu không sẽ bị thiệt thân và hao tài. Cuối cùng là vận hạn tháng 6 âm lịch. Tình trạng sức khỏe của anh chị trong tháng có dấu hiệu giảm sút bởi vì thường xuyên phải chịu áp lực. Nhưng may mắn là thời điểm này, các mối quan hệ xã giao của anh chị đang phát triển khá tốt. Anh chị có thể hỏi sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, anh chị vẫn cần cẩn trọng trong đầu tư, kinh doanh, kẻo bị lừa gạt. Có dấu hiệu hao tài nghiêm trọng. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý anh chị hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của anh chị tuổi Mậu Thìn trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn. Anh chị tuổi Mậu Thìn trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu gặp sao kế đô chiếu mệnh. Gặp sao này chiếu mệnh, anh chị sẽ bị tai nạn, bệnh tật, tăng khó hay họa vô đơn chí bất ngờ. Cũng cần đề phòng chuyện thị phi hay trong gia đình có chuyện không may. Cần cẩn trọng nhất vào trong tháng 3 âm lịch, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trở ngại, lao đao lần đận. May mắn hơn, các anh chị tuổi Mậu Thìn được sao Thái Dương chiếu mệnh. Thái Dương là phúc tinh tốt cho nam mạng hơn nữ mạng, vẫn đạt được thành tựu tốt trong sự nghiệp nhưng khá vất vả. Năm gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 là tháng đại cát. Anh chị tuổi Mậu Thìn đều gặp hạn địa vong, hạn này anh chị nên hạn chế xuất hành xa, kẻo gặp bất lợi. Ngoài ra, hạn này còn mang điềm báo về sự đau buồn trong gia đình, có tiểu nhân quấy phá, cả trong công việc làm ăn và chuyện tình cảm. Thứ hai, luận hung các niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của anh chị tuổi Mậu Thìn có tuần, triệt, quan sách, chủ về khó khăn, bất lợi, tăng thêm xui khí xuyên suốt năm. Cung tam hợp có các sao Thiên Hỷ, Long Đức, Văn Tinh báo tin vui về tình cảm, chuyện con cái, học hành. Tuy nhiên, lại có các hung tinh như Đà La, Tiểu Hao, Bệnh Phù gây bất lợi về sức khỏe và tiền bạc. Còn cung xung chiếu gồm có các cát tinh Thiên Đức mang vận quý nhân tốt, nhưng hung tinh Kình Dương và Quả Tú lại báo điểm sát thương về cả thể chất và tinh thần. Ông bà cần cẩn thận trong năm và phải động chạm giao kéo. Quý anh chị và các bạn có thể để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại để có thể được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Nhìn chung, anh chị tuổi vận trình 6 tháng đầu năm Tân Sửu, anh chị Mậu Thìn, sinh năm 1988, phải đối mặt với một năm đầy trắc trở. Tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Bên cạnh đó, kẻ tiểu nhân rình rập cũng khiến quý gia chủ khó tìm được lúc thả lỏng tinh thần. Nếu không có cách giải tỏa những điều này thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe. Tình hình kinh tế cũng không mấy dư giả, anh chị cần chú ý chi tiêu, không nên vội đầu tư vào những hạng mục thu lãi lớn trong một khoảng thời gian quá ngắn. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp ích được cho quý vị. Tới đây, video của kênh Phong Thủy Gia Cát xin phép được khép lại. Xin cảm ơn sự chia sẻ đến từ những kiến thức phong thủy bổ ích của thầy Gia Cát. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể đón nhận những chia sẻ về phong thủy bổ ích. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi, quan tâm đến video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.